Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình thấy anh Lâm đăng trên fanpage của anh Lâm là các chính thức out tem, mọi người mới sùm vào đồn thổi lên là drama. Hôm nay mình sẽ vào để xem thử là tình hình các out tem vì cái vấn đề gì, về việc gì mà mọi người sùm lên như vậy. Thì anh Lâm mới đăng lên là 9 giờ trước nè mọi người, đây là kênh fanpage của anh Lâm chính thức nha. Anh Lâm có đăng dòng trạng thái là các chính thức out tem Lâm TV nha mọi người. Thì mọi người ở đây hiểu là cái tem Lâm TV và cái tem Lâm Vlog nó chia làm hai tem á mọi người, chứ không phải là một tem đâu. Do nhiều mầm hỏa trong video nên mình lên bài này để thông báo cho mọi người là các đã nghỉ rồi. Lý do là không phù hợp với công việc quay clip, muốn về quê chăm sóc ba mẹ. Thì tình hình là mình thấy, mình cũng hay theo dõi với bạn khác này, thì ba bạn khác cũng đang bị bệnh nặng nên bạn khác cũng cần chăm sóc ba trong thời gian này, nên vì thế mà chắc các sẽ out tem trong lúc này á. Và anh Lâm còn nhà nói nữa là do các tự nghỉ ngang nên thực sự một tổn thất lớn. Anh Lâm đến chính là các đã nghỉ ngang, thì mọi người đã từng xem cái buổi livestream mà tuyển thành viên nữ mới cùng Uyên á, thì mình nhớ không lầm là sẽ có hợp đồng á mọi người. Nếu mà nghỉ ngang vậy là sẽ bị đèn hợp đồng vì nghỉ ngon, không có đơn xin nghỉ việc cũng như nghiệm thu hợp đồng, nên thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì bên mình vẫn còn quản lý hình ảnh của các, nên mong các nhận hòn không bút các bây giờ quảng cáo để tránh liên quan đến pháp luật thì tội các. Thì anh Lâm muốn nói đúng y mình suy nghĩ luôn, là anh Lâm muốn bảo là các hiện giờ đang cần hợp đồng của anh Lâm đến 5 năm luôn, mà chưa làm hết 1 năm là các đã nghỉ ngang rồi. Và trong đó các rất chi là dại dột là không xin nghỉ phép và không xin nghiệm thu hợp đồng để kết thúc luôn cái năm này luôn đi. Thì mình không làm thì mình kết thúc hợp đồng đi để khỏi dây dưa đến với những công ty khác nữa, để khỏi mất hình ảnh rồi nữa. Giờ mà các đi quảng cáo cho những cái nhãn hàng khác là anh Lâm mà kiện là có thể là ăn cơm nhà nước luôn đó mọi người. Mình xem bình luận, mình mới thấy mọi người vào bảo là các cũng đã có phản hồi trong cái bình luận của bài viết của anh Lâm rất chi là mãnh liệt luôn. Đây, Lê Tín có nghĩa là Tí 12 nha mọi người. Tí 12 đã rời tem thì cũng là thành viên cũ, nhưng mà thành viên này thì thành viên mọi người cũng đã biết rồi. Thương Nguyễn thì đây là các nha mọi người. Facebook tên là Thương Nguyễn ạ. Thì các cũng đã có phản hồi trong cái bình luận của anh Lâm Vlog. Dạ anh ơi, gia đình em có việc thật sự nên em đã rất cố gắng xin phép anh, thậm chí và lần không được gặp anh, em qua tận nhà để có thể xin anh thông cảm thu xếp cho em. Những lần lên công ty ngồi chờ anh cả ngày nhưng không gặp. Thì anh Lâm ngồi chờ cả ngày, có khi chờ 3-4 tuần cũng không thể gặp được anh Lâm, tại vì anh Lâm ở trong rừng, ví dụ như đi quay sinh tồn rồi khó gặp, đúng rồi. Thì cái đó không phải lý do gì không cho được nói chuyện, không cho được nói chuyện. Thì cái điều này hơi vô lý nha, không cho được nói chuyện hơi vô lý. Em có nhắn tin, em có xin phép anh chứ không phải không. Em là người vô trách nhiệm đến như thế. À, là các muốn đính chính lại là các đã có xin phép anh Lâm và nhắn tin cho anh Lâm. Nhưng mà anh Lâm đăng bài là không xin phép mà nghỉ ngang. À, mình hiểu ra vấn đề rồi. Mong anh hiểu chuyện gia đình em với, bây giờ em rất là rối. Ba em bệnh giờ, em là trụ cột chính trong gia đình. Thì mình thấy cái hoàn cảnh gia đình bạn cát này, mình cũng đã xem cái video mà đến thăm nhà của thành viên nữ mới á, thì mình thấy gia đình của bạn cát này thì khó khăn hơn gia đình của bạn Yên rất chi là nhiều luôn mọi người à, ở dưới miền Tây sông nước của mình đó mà. Em mong anh thay đổi lời nói của mình, không mọi người sẽ hiểu sai lầm về em. Rồi mình sẽ hiểu cái vấn đề. Tất nghĩa là một bên á, là anh Lâm nói á, là các là nghỉ ngang, không nghiệm thu hợp đồng. Còn các á, là biểu là kiểu như là ngồi chờ anh Lâm, nhưng mà anh Lâm phất lờ không thể mà giải đáp lại cái tình hình nghỉ phép của và nghỉ luôn cho các. Để xem anh Lâm phản hồi như thế nào trong cái bình luận. Em nghĩ không có đơn xin nghỉ, không có nghiệm thu hợp đồng. Hiện tại em vẫn còn hợp đồng coi 5 năm với công ty, vậy thì gọi là nghỉ ngon rồi em. Còn việc không gặp được anh là bình thường,
vì em muốn nghỉ. Muốn nghiệm thu kết thúc hợp đồng thì em phải làm việc trực tiếp với sản xuất lớp đốc, nhân sự và nhân sự. Khi hợp họ, em có chịu làm việc đâu. Sau trong việc này mình thấy có cái điều gì ẩn khuất trong này lắm mọi người ơi. Hình như là đang có drama thiệt rồi. Tất nghĩa là các đã làm chuyện gì đây rồi. Mọi người cũng những cái bình luận của mọi người về cái vấn đề này thì mình sẽ không đọc, nhưng mình đọc cái của các và anh Lâm tranh luận thôi. Còn mọi người thì vào nói liên thiên la tha thì mình không có đọc còn gì. Rồi anh Lâm trả lời là muốn nghỉ thì là nguyện thôi kết thúc hợp đồng. Để mình đọc hết những cái lòng bình luận này của Thương và anh Lâm, rồi mình sẽ chốt lại một cái câu chuyện cho mọi người xem như thế nào. Vâng, em xin đính chính. Lạ là em đã làm việc với ban giám đốc theo kiểu trung gian, chuyển lời lên xuống. Mất bia rồi, điều khoản các thứ mà đâu có được thông qua đâu ạ. Mình không thống nhất với nhau, chứ đâu phải em không chịu làm việc. Em không chịu làm việc, hay e không chịu làm việc với em. Rồi, hiểu vấn đề rồi đó. Ủa, tôi quảng cáo shop art, khi nào bọn mà shop art gì vậy? Có shop art nào sao tôi không biết vậy ta? Rất chi là nhiều bình luận, rất chi là nhiều drama trong cái cuộc này. Em nghĩ để về công ty cũ làm, anh chưa kiện hai bác em đem hợp đồng là rất nhân nhượng rồi đó. Anh chỉ lên bè thông báo em out tên thôi là quá nhẹ nhàng rồi. Với em out tên bên anh có lợi gì đâu, có bị dính drama nữa nè. Còn em thì lợi nhiều hơn, đúng rồi. Tăng follow được người biết đến và book cho em nữa. Vấn đề anh bòn trong bài post này là thông báo em out tên chưa nghiệm thu hợp đồng, nên hình ảnh của em vẫn của công ty trong 5 năm á. Rồi, hiểu luôn. Tất nghĩa là mình có theo dõi bằng cát này, là bằng cát này mới đi quảng cáo cho cái game Huyền Thoại Võ Lâm 2. À, là lấy cái hình ảnh của mình đi quảng cáo cho cái game. Tất nghĩa là vi phạm hợp đồng trong cái lúc làm việc với lại tên Lâm Vlog rồi. Tại vì anh Lâm khi mà tuyển vào á, là mình có xem trực tiếp cái liver đó luôn. Là anh Lâm cũng có nói là có hợp đồng và cũng không được ra làm riêng này, hoặc là tự đi book quảng cáo cho riêng mình để lấy tiền rồi đó, là không được. Rồi, mình hiểu vấn đề nè. Là bằng cát này đi BR cho cái Huyền Thoại Võ Lâm 2 này. Đúng rồi, là cái công ty cũ của bằng cát làm. Sau đó hình như cái bên này bằng cát thấy hợp hơn với lại bên anh Lâm, nên mới là bỏ ngang luôn. Mà bằng cát này không hiểu luật, cũng không hiểu về cái vấn đề làm ăn là đã ký hợp đồng rồi hay là chưa. Mình nghĩ như vậy. Mình đoán là sẽ không hiểu, nên mới có tình trạng là bỏ ngang. Và anh Lâm mới bốt cái bài này lên là bằng cát mới bị hoãn, mới lại vào giải thích nhân nhượng như vậy. Chứ bằng cát nghĩ đơn giản, giống mình phải làm công ty xí nghiệp mà ưng làm nên nghĩ như vậy. Rồi bằng cát này mới đi book BR rồi, mới có tình trạng là diễn ra như vậy. Rồi hiểu ra vấn đề rồi đó. Thì mọi người cũng đừng có thắc mắc là bằng cát nghĩ vì anh Lâm đuổi hay là gì, hay là không phải đâu. Là bằng cát tự muốn nghỉ, tại vì mỗi người mà thấy công việc hợp thì mình làm, không thấy công việc hợp thì mình nghỉ thôi. Còn có vấn đề hợp đồng là anh Lâm đã không kiện là rất chi là may rồi. Anh Lâm rất chi là nhân nhượng cho những đứa em rồi. Những cái tấm gương đi trước như Tí nè, Vĩ nè, là mọi người đã hóng được là anh Lâm rất chi là nhân nhượng lắm rồi. Chứ không phải là anh Lâm kiểu như hạ một người. Đó. Rồi thì bằng cát đi thì cũng bình thường thôi. Mình nghĩ là tem Lâm TV vẫn còn bằng yên, rất chi là táo hài và vui vẻ. Ok, thì mọi người cũng nên bỏ qua cái drama này đi, để cho tem Lâm Vlog càng ngày càng phát triển nha mọi người. Cũng đừng có chú ý chi này, có người này thì xem, còn không có cát thì cũng vẫn xem bình thường. Có khi Yên sẽ là một cái nổi bật trong cái tem Lâm TV. Ok, chúc mọi người xem video vui vẻ nha.